Xin chào tất cả mọi người, chúng ta cùng quay trở lại với một video mới từ cộng đồng Digital Marketing Việt Nam và mình là Cường. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ta post một cái video lên fanpage, nhưng mà cuối video đó nó sẽ có một cái đường link website. Giống như cái câu hỏi của bạn Phan Thanh Tùng ở trong cái group cộng đồng Digital Marketing Việt Nam á, thì nó sẽ như vậy. Bạn ấy hỏi là làm sao chèn link ra trang web vào cuối clip như cái hình này. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn ha. Đó, khi mà post bài là nó ra như vậy. Thực tế để làm được điều này á, thì có thể sử dụng Power Editor hoặc là có những cách làm khác. Ở đây mình hướng dẫn một trong những cách làm đơn giản nhất nha. Ok, cái đầu tiên các bạn truy cập vào cái fanpage của các bạn, đăng một cái video bình thường lên. Cái này rất là dễ ha. Đó, ví dụ như đây là một cái fanpage Nguyễn Mạnh Cường của mình nè. Ok, rồi mình đăng một cái video nó như thế này. Đó, nó rất là bình thường. Đó, ví dụ như video này á, thì kết thúc nó không có cái lên mo hoặc là không có cái link riêng cho các link bạn website, đúng không? Bây giờ mình sẽ chèn link vào website này. Cái đơn giản nhất mình hướng dẫn các bạn ở đây đó chính là bấm vào cái nút quảng cáo bài viết nè. Đó, dưới cái bài viết này nè, dưới cái bài video mới á, nó có cái phần nút quảng cáo bài viết. Bấm vào cái nút quảng cáo bài viết nè, thêm một nút vào bài viết. Đó, các bạn thấy không? Thêm vào nút, ví dụ như đây, nút tìm hiểu thêm. Ok. Đó, ví dụ như mình chọn nút tìm hiểu thêm rồi ghi liên kết ra cho cái nút này. Đó. Đây. Rồi không? Rồi lung tung, các kiểu. Rồi các bạn có thể chọn ngân sách chạy quảng cáo lúc đầu thôi. Chạy quảng cáo khoảng vài mấy chục ngàn trước đi cho nó chạy quảng cáo đã. Rồi sau khi mà chạy quảng cáo để cho nó hiện cái nút rồi á, thì các bạn tắt cái quảng cáo đó đi, hoặc là hết cái thời hạn chạy quảng cáo thì cái nút này nó sẽ dính vào video cho mọi người. Đó, nó sẽ dính vào video, ví dụ như kẹp tới cuối cùng nè. Rồi, các bạn để ý ha, cho nó chạy tới cuối cùng á. Rồi, ví dụ như đây là kết thúc video, nó sẽ hiển thị ra được cái là tìm hiểu thêm và có cái đường link chạy tới website của mình. Đó, nó đơn giản như vậy thôi. Và thực tế thì các bạn có thể sử dụng nhiều cái cách post bài khác nó cũng ra được, nhưng mà cái này là đơn giản dễ hiểu nhất cho mọi người ha. Rồi, cảm ơn. Nhờ cái video này thì nó ngắn như vậy thôi, thì các bạn thực hành nó cũng rất là dễ, chỉ tốn một ít tiền quảng cáo thôi, khoảng vài chục ngàn là xong rồi. Rồi, ok, các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của cộng đồng Digital Marketing Việt Nam bằng cách vào YouTube search Digimart VN Channel ha, Digimart VN Channel. Rồi các bạn nhớ subscribe để mình có nhiều thời gian. Đây, Digimart VN Channel. Đây cái biểu tượng này ha, các bạn có thể bấm subscribe. Và ở trên Facebook thì nó có một cái group cộng đồng Digital Marketing Việt Nam, khoảng tầm gần 30.000 thành viên mà một fanpage như thế luôn. Các bạn nhớ bấm like và xem cùng nhau trao đổi thảo luận với mọi người ở trên đó nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người.